Camera vô tình quay lại những sai lầm trớ trêu nhất không thể tin được đã xảy ra. Hello 500 anh em của kênh Nghiện Khám Phá nha. Các bạn ơi, lâu rồi chúng ta mới quay trở lại cái series Camera hài ẻ đúng không nào? Những khoảnh khắc khó đỡ, những sự cố đến độn thổ của loài người sẽ có ngay trong video ngày hôm nay cho các bạn nha. Vào việc. Thứ nhất, cắt bánh trung thu. Đây, khi dân chơi hệ chặt thịt gà đi cắt bánh trung thu. Trời ơi, võ nghệ của chị thật là cao cường. Mời đẹp, mời đẹp. Thứ hai, lại là bánh trung thu. Bánh trung thu năm nay, ủa sao lạ lùng quá vậy ta? Cái bánh còn cứng hơn cả con dao nữa luôn á trời. Mẻ dao luôn kìa. Ăn bánh xong là chắc mất luôn cái răng quá. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mời đếm luôn. Mời đếm. Ba, múa lần. Đi xem múa lân mà tôi cứ tưởng là Cardi B quẩy lắc mông luôn á mấy má. Chắc chị gửi lân từ bên bển sang hay gì nè. Chị Hằng. Hôm trung thu á, có chị Hằng đến vợ chơi. Nhưng mà sao nó lạ lắm mọi người. Chị Hằng xinh đẹp trông có khác gì con ma không? Trời ơi, mà cái bọn nhỏ bên dưới nó cười như được mùa vậy trời. Thôi thôi, mất bà tuổi thơ rồi. Thứ năm, IQ 3000. Hiểu kiểu gì? Bắt gặp chị gái sở hữu siêu trí tuệ. Ê, quả nhiên người thành công thì luôn có lối đi riêng. Xuất sắc của mình. Đó, lần đầu. Ai mà chẳng có lần đầu. Lần đầu đi ăn mực sống kiểu. Quả nhượng răng rất uy tín nha anh ơi. Nụ cười của mẹ còn tối hơn cả tiền đồ của chị dậu luôn á trời. Bảy, chồng của năm. Khung cảnh gia đình thật đầm ấm cho đến khi. Trời ơi, chạy lẹ đi con ơi. Đúng là khát máu tanh lòng mà chị vợ cảm thấy tổn thương rất là sâu sắc. Gì vậy? Thứ 8, mẹ trẻ. Đây, đây là hình ảnh khi mà Gen Z làm mẹ nè mọi người. Ủa, sao mẹ nằm lên nôi của con vậy trời? Mẹ xếp, mẹ kiểm tra độ chắc chắn của nôi giùm con thôi mà, làm gì căng. Thứ 9, cô giáo. Đến trung thu, các cô giáo mầm non lại được dịp thể hiện. Hey, hey, quẩy đê, quẩy đê. Ôi, các cô nhiệt tình quá nha. Xem mà cười chảy nước mắt luôn á, thương. Thứ 10, nghệ. Rồi, chuẩn bị, lật chảo nè. Đen thôi, đỏ là red á. Chảo này chắc là nhập từ tàu về nha. Nóc nhà khi mà thấy cảnh này chắc là cay cú lắm đây. Xui thôi chứ ai muốn đâu mấy bà. Thông minh lắm. Là con trai của ta. 11, tung hoa cưới. Cô dâu chú rể tung hoa cưới nè. 1, 2, 3. Hoa cưới leo tít lên dây điện luôn rồi. Thôi, vậy là các bạn còn ế dài dài nha. Cô dâu xếp. Đồ ngu, đồ ăn hại. 12,
bảo vệ môi trường. Anh Giai đang cắm cái ống hút vào xúc xích để xem ông làm gì tiếp theo nè mọi người. Anh Giai có quả não to hơn cái vườn nho, chiến thần IQ vô cực, rất có ý thức bảo vệ môi trường. Thay ống hút bằng xúc xích, thiệt là thông minh. Mười ba, siêu năng lực. Thần Thor phiên bản yêu thiên nhiên, hệ ăn chay đã xuất hiện ngoài đời thực rồi đây. May là có cái cành cây bay đến nha, chứ cái miếng tôn thì xác định. Wow. 14. Chó lái xe. Loài chó đang chuẩn bị xâm chiếm trái đất mọi người ạ. Không có một con sen nào ở trong ô tô cả. What? Trời ơi, chó tự lái xe đi dạo hoặc cách tiến. 15. Chó thông minh. Trời ơi, thịt gì mà ngon quá vậy, cho xin miếng coi. Thấy chó con nghịch ngợm, chó mẹ thông minh liền lấy cái chậu ra đẩy lại tô thịt. Trời ơi, đúng là chó nhà người ta nha, thông minh ghê không mọi người. Mười sáu, bánh xe. Đây chính là biểu hiện của sự cố chấp. Bánh xe giàu nghị lực vượt lên trên nghịch cảnh là đây chứ đâu nữa. Đường đời cũng gập ghềnh như thế này thôi các bạn nhá. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Bảy, hảo mèo. Đó, nuôi ong tay áo, coi đó. Nuôi cáo trong nhà, coi đó. Sáng ra thấy tự nhiên mất tờ 50 ngàn. Làm gì có cái gì tự nhiên mấy bà. Do con mồm lèo này ăn trộm nè. May mà nó chưa có cái sổ đỏ nha trời ơi. 8. Thổi ống. Lần đầu tiên tôi thấy có người thổi ống nghệ thuật thế này luôn đó các bạn. Hai quả má trông cứ như bánh bao ấy nhờ. 9. Tắm cá. Hai chị gái có vẻ rất là thảnh thơi khi nằm giữa cái hồ cá. Có lẽ đây là một dịch vụ spa mới. Wow. Qua để từng thử qua chưa mọi người? Nhớ comment nha. 20. Gặp gián. Anh Giai nam tính và bé gián may mắn đang có cuộc hội ngộ. Ơ kìa, bay hết cái cục nam tính ra ngoài luôn rồi anh ơi. 21. Đang chiêu. Đây là khi bạn có đam mê làm vũ công, nhưng cuộc đời lại xô đẩy bắt bạn phải làm nhân viên môi trường. Ơ kìa, anh ơi, xe đến rồi anh ơi, trả lẽ anh ơi. 22. Tâm bất biến. Thế nào là tâm bất biến chỉ dòng đời vạn biến? Đó, mùa lũ đến cũng là lúc được trở về với tuổi thơ tắm mưa nè mọi người. Ê, cảm giác thật là vô mốt. 23. Ô tô. Đây là một pha tự hủy đi vào lòng đất, không còn gì để nói nữa. Tiếp. Bốn, mãi mê. Đó, cái tội hỏng hết. Vừa uống một cục ở đầu đau chưa? Tém tém lại đi. 25. Bất ngờ. Bất ngờ chứ bà già. Tiền bay đi không trượt cái nào luôn. Tiếc hùi hụi chưa? Rồi các bạn ơi, chương trình hôm nay đúng là hài ẻ luôn anh em nhờ. Thấy hay thì nhớ like, comment nhiệt tình vô giùm tôi nha mọi người. Còn bây giờ thì bye nha, hẹn gặp lại các video sau.